Hi Yến xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, họ đã so sánh giữa mặt trời và những ngôi sao có cùng kích thước. Kết quả cho thấy, trên mặt trời thân yêu của chúng ta có một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Vậy điều gì đang xảy ra trên mặt trời thân yêu của chúng ta? Hãy cùng tôi thú vị đi giải mã những bí ẩn trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tôi thú vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Trong một cuộc điều tra dân số vũ trụ mới đây của các nhà khoa học, họ đã sử dụng các dữ liệu thu thập được của kính viễn vọng không gian Kepler của NASA. Các nhà khoa học đã so sánh sự hoạt động của các ngôi sao có kích thước tương đồng với mặt trời của chúng ta. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học ngày 1 tháng 5 năm 2020. Alexander Shapiro, nhà khoa học vật lý tại Viện Nghiên cứu Hệ Mặt Trời Max Planck ở Đức và là đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi hầu hết các ngôi sao giống như mặt trời hoạt động mạnh hơn mặt trời rất nhiều. Các nhà khoa học đã quen thuộc với hành vi hiện tại của mặt trời và có những quan sát thiên văn về các điểm tối trên bề mặt của nó cách đây khoảng 400 năm. Những vết đen trên mặt trời này là thông tin quan trọng về hoạt động của mặt trời. Chúng được điều khiển bởi từ trường của mặt trời và đây là nguyên nhân gây ra các vụ nổ phóng xạ. Để hiểu được những hoạt động của mặt trời, các nhà khoa học đã xây dựng một cơ sở dữ liệu ước tính hoạt động của nó trong vòng 9.000 năm. Với con người, đây được coi như một khoảng thời gian khá dài, nhưng nếu so sánh với 4,6 tỷ năm tuổi của mặt trời, thì nó như một cái chớp mắt. Với mặt trời thì các nhà khoa học có thể dễ dàng quan sát và theo dõi trực tiếp được các vết đen. Nhưng với các ngôi sao ở rất xa, các nhà khoa học không thể quan sát trực tiếp các vết đen ở trên đó được. Rất may cho nhóm nghiên cứu là kính viễn vọng không gian Kepler được thiết kế để chuyên săn lùng các ngoại hành tinh bằng phương pháp theo dõi sự thay đổi độ sáng rất nhỏ của các ngôi sao. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu dựa vào những sự thay đổi độ sáng nhỏ này để xây dựng lên cơ sở dữ liệu hoạt động bề mặt của các ngôi sao. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hàng chục ngàn ngôi sao, sau đó họ lựa chọn những ngôi sao có nhiệt độ bề mặt, trọng lực, tuổi tác và tính kim loại tương đồng với mặt trời của chúng ta để nghiên cứu. Cuối cùng, họ đã tìm ra được 369 ngôi sao tương tự mặt trời và có chu kỳ tự quay trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 ngày. Đây là chu kỳ quay tương đương với chu kỳ tự quay 24,5 ngày của mặt trời. Qua phân tích, nhóm nghiên cứu đưa ra một kết luận rằng tất cả những ngôi sao đó đều có hoạt động mạnh mẽ hơn mặt trời của chúng ta khá nhiều. Tính trung bình, chúng có hoạt động gấp khoảng 5 lần mặt trời. Điều này cho thấy mặt trời của chúng ta là một ngôi sao yên tĩnh đến kỳ lạ, dường như nó không mạnh mẽ giống bất kỳ một ngôi sao nào trong vũ trụ. Đây được coi là một sự may mắn của trái đất, bởi vì nếu mặt trời của chúng ta hoạt động mãnh liệt như những ngôi sao khác, thì có lẽ sự sống trên trái đất đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các vụ bùng nổ phóng xạ. Có lẽ chính sự yên tĩnh kỳ lạ này, nó đã là tiền đề cho sự sống sinh sôi và phát triển trên trái đất. Như các bạn đã biết, mặt trời là một ngôi sao dãy chính có quang phổ loại G2V. Chính bởi vậy, nó không chính thức được gọi là sao lùn màu vàng mà ánh sáng của nó gần với màu trắng hơn. Được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm, từ sự sụp đổ hấp dẫn của một đám mây phân tử cực lớn. Quan sát trên bầu trời nó có độ sáng biểu kiến là âm 26,74. Với độ sáng biểu kiến này, nó sáng gấp khoảng 13 tỷ lần so với ngôi sao sáng nhất bầu trời Sirius. Và đương nhiên, quan sát từ trái đất, mặt trời là thiên thể sáng nhất trên bầu trời. Ngoài ra, mặt trời là ngôi sao chủ của Thái Dương hệ, nơi trái đất của chúng ta tọa lạc nên hiển nhiên là nó rất nóng. Theo tính toán, nhiệt độ trong lõi của mặt trời được ước tính vào khoảng 15 triệu độ Kelvin, nơi đây là trung tâm của các phản ứng tổng hợp xảy ra. Theo tính toán của các nhà khoa học, ở thời điểm hiện tại, mỗi một giây, mặt trời hợp nhất khoảng 600 triệu tấn hydro thành helium ở trong lõi. Nguồn năng lượng này có thể mất khoảng từ 10.000 đến 170.000 năm mới thoát ra khỏi lõi được. Sau khi nguồn năng lượng này thoát ra,
nó sẽ lan tỏa ra không gian xung quanh và đây là nguồn năng lượng chính để cung cấp ánh sáng và nhiệt độ đến trái đất cũng như các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Chính bởi vậy, khi nó thoát ra ngoài, nó tạo ra một nhiệt độ rất nóng ở bề mặt. Theo ước tính thì nó vào khoảng 5.780 độ K, tức 5.507 độ C. Với nhiệt độ bề mặt như vậy, hiển nhiên mặt trời là nơi có nhiệt độ bề mặt nóng nhất trong hệ mặt trời. Ngoài vùng bề mặt ra, một khu vực rất nóng của mặt trời, đó là vùng nhật hoa corona, hay còn được hiểu là vùng khí quyển của mặt trời. Một nghịch lý xảy ra là, ở khu vực nhật hoa này, nó còn có nhiệt độ nóng hơn gấp nhiều lần so với nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Theo ghi nhận của các nhà khoa học, nhiệt độ ở khu vực này vào khoảng 5 triệu độ Kelvin. Trời ơi, 5 triệu độ K, tức nó gấp khoảng 860 lần nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Điều này không những làm chúng ta sửng sốt, đến bản thân các nhà khoa học còn cảm thấy ngỡ ngàng. Qua đó, rất nhiều các nghiên cứu và phân tích vùng nhật hoa của mặt trời đã được các nhà khoa học phân tích. Cho đến nay, họ cũng phần nào hiểu được nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc này. NASA giải thích, nhiệt độ khủng khiếp ở khu vực này được tạo ra bởi những quả bom nhiệt vì các tia năng lượng bị từ trường phân tán và sắp xếp lại ngay tại vùng nhật hoa này. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Qua nhiều năm quan sát và phân tích về mặt trời, các nhà khoa học đã tách mặt trời thành 6 vùng không gian chính, cụ thể như sau. Thứ nhất là vùng lõi của mặt trời. Đây là khu vực trung tâm nằm phía trong cùng của mặt trời. Kích thước của nó được tính từ trung tâm đến khoảng 20-25% bán kính của mặt trời. Tức vùng này có bán kính từ khoảng 140.000 đến 174.000 km. Trong khu vực này có mật độ vật chất vào khoảng 150 gram trên cm khối, gấp khoảng 150 lần mật độ của nước. Đây là khu vực trung tâm của các phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra. Theo ước tính thì khoảng 99% năng lượng của mặt trời được tạo ra ở phần lõi này. Và đây luôn được coi là trái tim của mặt trời với nhiệt độ lên tới 15 triệu độ Kelvin. Thứ hai, vùng bức xạ. Đây là khu vực bao quanh phần lõi của mặt trời. Năng lượng từ trong lõi chuyển qua vùng bức xạ này dưới dạng photon. Ở khu vực này có mật độ vật chất cực dày, chính vì vậy các photon chỉ truyền đi được một khoảng cách ngắn trước khi chúng bị hấp thụ hoặc phân tán bởi một hạt khác. Theo tính toán, các tia gamma từ lõi mặt trời phải mất trung bình 170.000 năm mới đi qua được vùng bức xạ này. Khi các photon đi vào vùng bức xạ, nhiệt độ của chúng sẽ giảm từ 7 triệu độ K xuống khoảng 2 triệu độ K khi chúng đi qua. Và ở vùng này, theo tính toán thì nó được mở rộng từ khoảng 25% đến 70% bán kính của mặt trời. Tức khu vực này có chiều rộng khoảng hơn 300.000 km. Thứ ba, vùng đường truyền. Đây được hiểu là khu vực chuyển tiếp giữa vùng bức xạ và vùng đối lưu. Đây là nơi giáp danh giữa hai khu vực có tốc độ quay khác nhau. Chính bởi vậy, các nhà khoa học cho rằng nơi đây là nhà máy phát điện của mặt trời. Có lẽ từ trường của mặt trời được hình thành từ khu vực này. Theo tính toán, khu vực có bề rộng vào khoảng 0,04 lần bán kính mặt trời và cách tầm mặt trời khoảng 487.000 km. Có một điều thú vị là cứ sau 11 năm, mặt trời của chúng ta lại đảo chiều từ trường một lần. Về cơ bản, lúc này cực Bắc sẽ đảo chiều cho cực Nam và ngược lại. Lần đảo chiều từ trường của mặt trời ghi nhận gần nhất là vào năm 2013 và theo tính toán, đến năm 2024, nó sẽ đảo chiều một lần nữa. Thứ tư, vùng đối lưu. Đây là khu vực nằm ngoài của vùng giáp danh đường truyền. Nó cách tâm mặt trời khoảng 500.000 km và mở rộng cho đến sát bề mặt. Trong lớp này, plasma mặt trời không đủ đậm đặc hoặc đủ nóng để chuyển năng lượng nhiệt của bên trong ra bên ngoài thông qua bức xạ. Thay vào đó, mật độ của plasma đủ thấp để cho phép dòng điện đối lưu phát triển và di chuyển năng lượng của mặt trời ra bên ngoài bề mặt của nó. Kết quả là một chuyển động có trật tự của khối phát triển thành các tế bào nhiệt mang phần lớn nhiệt lượng ra bên ngoài phía trên bề mặt. Khi vật liệu khuếch tán và tỏa nhiệt ngay bên dưới bề mặt quang điện, mật độ của nó tăng lên và nó chìm xuống dưới đáy của vùng đối lưu. Nó lại tiếp tục nhận nhiệt từ đỉnh của vùng bức xạ và chu kỳ đối lưu tiếp tục.
Ở tầng ngoài cùng của đối lưu, lúc này nhiệt độ đã giảm xuống còn khoảng 5.700 độ K và mật độ vật chất chỉ còn khoảng 0,2 gam trên cm khối. Đây là khu vực có mật độ vật chất cực kỳ thấp, chỉ tương đương 20% mật độ của nước. Thứ 5. Vùng bề mặt. Đây là lớp bề ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy. Nhiệt độ ở lớp này vào khoảng 5.780 độ K. Khi quan sát vùng này trở nên mờ đủ qua ánh sáng khả kiến. Các photon được tạo ra trong lớp này thoát khỏi mặt trời qua bầu khí quyển trong suốt phía trên và nó trở thành bức xạ mặt trời. Cuối cùng, bầu khí quyển của mặt trời. Các bạn có thể quan sát bầu khí quyển của mặt trời khi nhật thực toàn phần xảy ra. Khi mặt trăng che khuất mặt trời, lúc đó vùng hào quang xung quanh mặt trời xuất hiện, đó là bầu khí quyển của mặt trời. Vòng xoắn ốc, bầu khí quyển ngoài cùng của mặt trời, chứa đầy plasma gió mặt trời. Đây là lớp ngoài cùng của mặt trời, có diện tích gấp khoảng 20 lần bán kính của mặt trời. Trong bầu khí quyển này có những khu vực vùng nhật hoa, hay còn được gọi là corona. Nó có nhiệt độ lên tới hàng triệu độ K, nóng hơn rất nhiều so với nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của mặt trời. Rất may mắn đây là một ngôi sao vô cùng yên tĩnh, là tiền đề tạo nên điều kiện lý tưởng cho sự sống trên trái đất. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn!